Chào mừng em đã quay trở lại với channel review một chiếc hãng của CityWatt. Hôm nay CityWatt sẽ đem về cho em một chiếc Citizen, một cái phong phải nói là rất là đẹp, phong là phong chữ nhật và một thiết kế phải nói là vô cùng là sang trọng. Đây, phiên bản Citizen Ecoride. Ecoride là một dòng sản phẩm phải nói là rất là tư nhân của nhà Citizen rồi. Sản phẩm sử dụng máy năng lượng mặt trời, anh em sử dụng không lo bị hết pin các bạn nha. Và sản phẩm này là một cái thiết kế phải nói là rất là hiếm. Đối với những series mà thiết kế kiểu sai tròn thì nó khá là nhiều, nhưng mà đối với cái series mà vuông chữ nhật thế này thì phải nói là đếm trên đầu ngón tay chỉ có một vài sản phẩm modem thôi. Và nhà mặt chính ngày hôm nay thì có mã số race code là BM6552 52E, với giá resale là 325 đô, và giá CityWatt mang về cho anh em thì rất hấp dẫn các bạn. Xíu nữa mình sẽ tiết lộ nha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng chiếc BM6552 này. Em này thì có thiết kế khá là gọn. Đối với những phong vuông thì nó thiết kế khá là to, nhưng mà đối với này thì thiết kế khá là gọn các bạn. Như anh em có cổ tay khoảng tầm là 15.5 thì lên tay đó khá là ok rồi. Chịu nghe 31.4. Mình sẽ đo bằng lớp đi. Lớp em này thì nó khoảng là 39 thôi. Đó, chiều dày 7.7, quá là ok luôn các bạn. Quá là ok, khá là mỏng ha. Thì nó sẽ tương đương với size 40, 41 tròn. Đó, rất là ok. Bây giờ mình sẽ để ra cận cảnh cho anh em xem ha, cùng ngắm chiếc Citizen Ecoride này. Em này thì sẽ trang bị là kính gì các bạn? Để coi thử. Em này thì sẽ trang bị kính cứng nha, cùng với đó là thiết kế với những phần là cọc số index kết hợp với những cái cọc số chấm được làm nổi tông màu gold rất là đẹp. Cùng với đó là phần kim có phủ lum ở phần kim giờ và kim phút và kim dây, nổi bật trên tông nền DO màu đen kết hợp với những cái sub trung tâm là màu xám được làm vân wheelchair rất là đẹp. Em này thì lum mình sẽ thử test cho anh em xem nè, cũng khá là sáng các bạn. Lâm này là một xanh lơ ha, nó đẹp, nhìn thấy không, xanh lơ. Rồi ô lịch ngày tiện lợi nằm ở góc 3 giờ, logo Citizen Ecoride góc 12 giờ. Đó, thiết kế này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lên tay thử cho anh em cùng ngắm nha. Tay mình có cổ tay là hơn 16, thì những anh em có cổ tay khoảng tầm là 15.5 thì lên tay chiếc này là ok rồi. Tay mình là 16, hơn 16 ha. Nó thiết kế theo cái kiểu là chiếc dây này là nó khá là đặc biệt, nó cực kỳ là hay ôm tay. Đây, em thấy không? Khá là sang, độc và lạ, và đặc biệt là thiết kế khá là mỏng, đẹp mắt và trang nhã. Không sợ bị đụng hàng các bạn. Rồi về phần dây em này thì dây em này thiết kế là kiểu dây mới với là độ rộng dây hình như em này khoảng 20, và nó sẽ nhỏ dần về cái phần khóa. Dây này thì nó sẽ là dây full gold, và có những cái điểm nhấn là có những cái G đây, đó, 2G hai bên, cùng qua đó những cái G to ở giữa, 2G to ở giữa kết hợp và những cái đường gân làm phải nói là rất là hay. Đấy, anh em thấy không? Dây này phải nói là rất là độc. Một cùng đó một chiếc khóa gập hai bên, khóa bướm. Rất là xịn sò. Rồi nắp lưng em này thì nắp lưng của logo của quả địa cầu thì nó sẽ không có gì phải bàn nữa. Đây, logo quả địa cầu Citizen Ecoride. Chống nước em này thì 30m, sản xuất tại Citizen Watch Company với đầy đủ những thông số của máy Nhật Bản. Đây, đó, không có gì nữa đâu, có để thông số của máy đây luôn nè các bạn. Đây, máy em này sẽ là máy E111, mã số của máy. Đó, nắp lưng đáy kín quen thuộc của dòng năng lượng mặt trời. Rồi, ok, quay trở lại với nhau một chiếc ngày hôm nay BM6552. Em này thì phiên bản phong vuông rất là độc, hiếm, đẹp, sang. Rồi, mức giá hiện tại em này thì chỉ dao động đâu đó lên quanh khoảng tầm 4 triệu rưỡi đổ lại thôi. Giá mà nó rất là tiết kiệm so với giá retail 325 đô. Đó, nhớ anh em nào mà chưa sử dụng được em này thì hãy liên hệ ngay qua số hotline mình là 0938777244, hoặc thấy như tiên qua Zalo admin mình tư vấn để sử dụng em này ngay. Đó, đừng quên đăng like và subscribe kênh để có thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.